mì xào cây đây. Này, lấy một lon nước ngọt. Cay cay ngon ngon, đậm đà thấm vị. Nước này, còn đây là tiền thừa. Này, lấy thêm lon nước nữa. Chén que cay nào, thơm quá đi. Đang làm gì? Bài này khó ghê. Sao vậy mẹ? Học bài đi, đừng có ăn vụng. Đừng có mơ. Cay cay ngon ngon, đậm đà vị ớt. Khoan đã, không ổn rồi. Ôi mẹ, ăn vụng có ngon không? Xin chào. Bạn tới phỏng vấn hả? Đúng vậy. Ăn thử cho tôi xem. Giòn tan đã mồm, đậm đà vị cay, ngon đỉnh của chóp. Tôi đã ăn xong rồi. Rất tốt, bạn đã được tuyển. Người mê ăn mặn phải bơi trong nước mắm, uống thêm ngụm mắm nữa. Người sợ ăn cay rửa sạch trong nước lọc. Sao mà vẫn cay thế? Người nghiện ăn cay thả chút ớt bột lên, ngon đỉnh của chóp. Đây là cái cây thần kỳ. Khi chôn đồ dưới gốc cây, cây sẽ mọc ra thật nhiều. Thèm ăn bánh cay quá, chôn một miếng bánh xuống, sau một lúc mọc ra thật nhiều bịch bánh. Chén thôi nào. Giòn tan đã mồm, đậm đà vị cay, ngon đỉnh của chóp. Lỡ ăn hết sạch rồi, lấy gì chôn xuống giờ? Đĩa bay kìa. Ở đâu? Làm gì thấy? Bay mất rồi. Bỏ thuốc mê à? Ăn que cay này anh. Được thôi. Cay nhưng mà ngon, đậm đà thấm vị. Anh đi mua thêm. Đổi chỗ hai cốc nước. Mua luôn 4 gói, uống nước nào? Vâng ạ. Trời ạ. Nước này uống có ngon không? Nước có kẹo xe sủi, tốt lắm em thử đi. Không cần đâu, xấu hổ quá đi.